visa này gọi là visa Chicago. Chicago là ý nghĩa là nó dày và nhưng nó nhét ở chính giữa mọi người. Đâu? Tên là Chicago. Visa Chicago nhân nhồi. Đúng rồi. Nó dày nè, nhân nhồi là nó dày nè, nhét nhân chính giữa vậy nhưng nó dày. Chị ơi. Còn đây là bình phô mai kéo sợi. Có gì chị gấp lên, gấp lên xem để kéo dài. Ngon tuyệt vời luôn. Tưởng tượng thôi là còn thèm á, không biết. Coi cái này đấy, visa Chicago nhân nhồi. Cái này là cái gì vậy? Visa hải sản. Cái này là visa hải sản. Cái này là visa xúc xích. Cái gì nó không có đặc trưng gì đó. Cái này là visa thập cẩm. Cái này là visa. Gì vậy? Visa bò. Mọi người ơi, bây giờ Cherry sẽ bỏ miếng visa đầu tiên vô nha. Rồi 20 phút nha mọi người, chừng nào nó chín là sẽ gấp ra. Ngon. Bây giờ đã chín rồi, giờ gấp ra thôi. Đó là cậu của Cherry. Ôm gấp ra, gấp vô á mọi người. Mọi người thấy không? Nhìn ngon quá à. Mọi người ơi, còn đây là pizza của mấy cái tập trước Cherry ăn á mọi người. Mà mọi người có thấy phô mai nhiều không? Tại mẹ Cherry rất nhiều thêm á. Mọi người ơi, cái này có bọc ni lông á, ai mà mua cái này nhớ chú ý dùm cất cầu mình nuốt một cái, bởi vậy bọc bọc kê không biết chừng hả sao luôn. Mọi người nhớ cẩn thận khi thấy cái gì da da nha. Bye. Bye, tạm biệt nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.